Thưa quý vị, Vladimir Ilyich Lenin, lãnh tụ của phong trào cách mạng vô sản Nga, đã đào sâu và nâng học thuyết Marx, vũ khí tinh thần của giai cấp công nhân, lên một tầm cao mới. Ông là người sáng lập ra quốc tế cộng sản, đồng thời lãnh đạo nhân dân Nga tiến hành cách mạng tháng 10 Nga, thành lập ra nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới do đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo. Nhân kỷ niệm tròn 151 năm ngày sinh của Lenin ngày 22 tháng 4 năm 1870, Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi nhìn lại những đóng góp vĩ đại của ông với những giá trị còn nguyên trong thời đại ngày nay. Dưới sự lãnh đạo của Lenin, cách mạng tháng 10 đã thành công vang dội, nước Nga Xô Viết ra đời. Đến cuối năm 1922, Liên bang Xô Viết được thành lập trên cơ sở liên minh liên kết giữa nước Nga với các nước láng giềng có chung lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Ngay sau đó, nhân dân các dân tộc trong liên bang soviet bắt tay thực hiện chính sách kinh tế mới cũng do chính lenin khởi xướng và lãnh đạo sức sản xuất được phát huy các nguồn lực được khai thác và sử dụng hiệu quả hơn quyền sở hữu tư nhân phần nào được tôn trọng nông dân được phép thuê mướn lao động và nộp sản phẩm thu hoạch xem như là đóng thuế các hạn chế thương mại được nới lỏng quan hệ kinh tế với nước ngoài được tăng cường nhân dân và quân đội liên xô đã đi đầu góp công lớn có tính quyết định cùng đồng minh đánh tan chủ nghĩa phát xít Đức, Ý, Nhật giai đoạn 1941-1945, cứu loài người khỏi họa diệt chủng, tạo điều kiện và thời cơ cho sự ra đời và hình thành hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa ở châu Âu, châu Á, khích lệ các dân tộc áp bức, nô dịch trên thế giới, rũ bỏ siềng gông, đứng lên giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh vì dân chủ, dân quyền, dân sinh, tự do và hạnh phúc. Lenin là người đã phát triển cái tư tưởng của Mark Lenin trở thành học thuyết Mark Lenin và cái học thuyết ấy thì từ cái lý luận từ cái khoa học trở thành cái hiện thực trong đời sống của nước Nga Xô Viết từ đấy thì trở thành một cái mô hình xã hội chủ nghĩa hiện thực ở Liên bang Xô Viết trong suốt gần 70 năm. Thì đấy là những cái giá trị có thể nói là có ý nghĩa thực tiện hết sức lớn lao và đấy chính là cái động lực lan tỏa và cổ vũ cho hàng triệu người dân lao động bị áp bức, trong đó có nhân dân Việt Nam. 67 năm sau ngày mất của Lenin, năm 1991, Liên bang Xô Viết tàn rã, hình thành nên các quốc gia độc lập. Trong đó, Liên bang Nga được thành lập và được công nhận là sự kế tục pháp lý của nhà nước Xô Viết cũng như toàn bộ di sản của cường quốc vĩ đại trong quá khứ này những cái công trình những cái à, là kết quả đạt được về mọi mặt phát triển kinh tế xã hội của Liên Xô thì vẫn còn được tiếp tục phát huy ở Liên bang Nga ngày nay. À, cái điểm thứ hai nữa là nhà nước Nga à, với tư cách là nhà nước kế tục của à, à, Liên Xô thì tiếp tục à, xây dựng và phát triển đất nước. Thì tôi cho rằng ở đây là có rất nhiều cái điểm tương đồng giữa cái đường lối lãnh đạo của Đảng à, của Đảng Công quyền hiện nay là Đảng nước Nga thống nhất à với cái mục tiêu là xây dựng một cái nước nga hùng cường, một nước nga độc lập tự chủ và tham gia à, tích cực vào đời sống quốc tế và liên xô à, trước đây cũng như liên bang nga ngày nay thì tiếp tục cái đường lối là à, hữu nghị, hòa bình, hợp tác với việt nam thì đấy là những cái giá trị mà chúng ta cần phải phát huy và à, nhà nước liên bang nga ngày nay cũng đang tiếp tục à, thúc đẩy trải qua biết bao thăng trầm. Nhưng với những công lao to lớn trong phong trào đấu tranh và giải phóng giai cấp vô sản, lãnh đạo thành công của cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 10 vĩ đại, sáng lập ra nhà nước Xô Viết đầu tiên trên thế giới, thức tỉnh và cổ vũ các dân tộc trong cuộc đấu tranh vì lý tưởng và mục tiêu xã hội chủ nghĩa và chủ nghĩa cộng sản. Hình ảnh của Vladimir Ilyich Lenin sẽ mãi được khắc ghi trong trái tim của nhân dân tiến bộ ở nước Nga và trên khắp thế giới. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, chủ nghĩa lenin đối với chúng ta những người cách mạng và nhân dân việt nam không những là cái kim chỉ nam mà còn là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản